Hello, tôi xin chào các bạn. Alo, mọi người nghe rõ không nhỉ? Cô chào Na, cô chào Ly, không biết các bạn tên là Ly hay là Na. Tên là Ly hay tên là Na cũng đều hay luôn ha. Rồi, thì cô nhận được một số comment của các bạn nhắn tin riêng cho cô ấy, là các bạn bảo là con muốn rời lịch học lối ra một xíu để cho con có thể kịp về. Đi học thêm về xong rồi ăn cơm các thứ. Ok, thì nên là từ tuần này chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 21:30 nhé. Ok, rồi thì không biết là tuần trước sau khi cái buổi thi thử thì tâm trạng của các bạn như thế nào nhỉ? Các bạn thấy đề thi thử có vấn đề gì sau khi mà cô đã chữa rồi không? Hôm nay không biết là các bạn buổi trước mà thi thử đặt nằm trong top 5 ấy có đang tham gia xem phần live ngày hôm nay của cô không nhỉ? Rồi thì trong trường hợp là nếu như mà kể cả chữa bài xong, chữa đề xong rồi á mà các bạn vẫn còn nội dung gì mà chưa hiểu rõ trong cái đề thi thử lần trước thì các bạn có thể comment hoặc là các bạn tham gia vào nhóm Zalo 21 ngày lấy lại gốc tiếng Anh của cô Amy. Sau đó thì các bạn sẽ vào đó thì các bạn hỏi cô hoặc là hỏi tất cả các bạn ở trong nhóm đó. Mọi người hết sức là supportive, là rất là sẵn sàng để có thể hỗ trợ nhau nha. Rồi, thế thì hôm nay chúng ta lại bắt đầu vào tuần mới và hôm nay là chúng ta đã sang đến ngày 12 rồi. Chúng ta đã chạy quá một nửa quãng đường rồi. Nên là cô nghĩ là chúng ta đã bắt đầu hình thành được một cái thói quen rồi đúng không? 21 ngày để có thể hình thành một cái thói quen. Và bây giờ chúng ta là hình thành một cái thói quen để lấy lại gốc tiếng Anh để cho cảm thấy đỡ hoang mang hơn khi pha phải vào bất cứ một cái đề nào, đúng không? Ok, rồi thì chúng ta đã chạy qua hết thì quá khứ này, hiện tại này. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang các thì tương lai. Thì về mặt so sánh sau khi mà hiện tại và quá khứ chạy xong ấy thì với cô các thì tương lai với các bạn giờ này thì chắc là nó dễ như là ăn bánh thôi. Like a piece of cake. Và vì vậy thì hôm nay chúng ta cũng sẽ chạy luôn một loạt các thì của tương lai chứ không chỉ một thì như là những cái buổi trước nữa nha. Thế thì để chúng ta không mất thêm thời gian nữa thì chúng ta sẽ start luôn với cái buổi ngày hôm nay nha. Nếu trong quá trình mà cô giảng mà có vấn đề gì liên quan đến âm thanh hay là hình ảnh thì các bạn comment giúp cô nhé. Tại vì như buổi trước ấy, chúng ta cũng gặp một vài những cái vấn đề liên quan đến mạng ấy. Nên là cô cũng muốn cập nhật những thông tin của các bạn để cô có thể dừng lại để giảng kỹ lại hay là có thể kiểm tra lại phần đường truyền nha. Ok, let's get started. Với đầu tiên là chúng ta sẽ đi từ thì tương lai đơn giản á, simple future. Thì vẫn như mọi khi chúng ta sẽ đi từ cái ví dụ để các bạn nắm ra được cách dùng cũng như là cách chia của động từ thì tương lai đơn nhé. Ok, về ví dụ đầu tiên là gì? I will come back home to take my documents which I have forgotten. Là sao tôi sẽ quay trở về nhà để lấy những cái tài liệu mà tôi đã bỏ quên. Ok chưa? Thì ở trong câu này có một cái động từ ở cái vế sau ở cái thì mà chúng ta đã học rồi đúng không? Which I have forgotten. Ở đây là cái document, là cái tài liệu mà chúng ta đã bị bỏ quên. Thì cái này nó đã là gì? Diễn ra ở trong quá khứ nhưng mà nó còn liên quan đến hiện tại. Đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì chúng ta phát hiện ra là chúng ta quên cái tập tài liệu đó ở nhà. Thế nên là chúng ta sẽ có một hành động là để sẽ trở về nhà để lấy. Thì ngay từ cái ví dụ đầu tiên này các bạn nhìn luôn về dạng thức chia của động từ nhé. Trong thì tương lai đơn thì nó sẽ chỉ đơn giản là will cộng với cả come. Come ở đây các bạn hiểu đơn giản luôn là các động từ ở đằng sau will chia ở động từ nguyên mẫu nhá. Không phải chia bất cứ một cái gì cả, để động từ nguyên mẫu thôi ha. Rồi thì ở đây nó sẽ là gì? Diễn tả một cái hành động sẽ xảy ra ở trong tương lai và nó có thể là vừa quyết định ở thời điểm nói. Thì ví dụ ở đây thì các bạn sẽ nhận thấy là ở đây thì người ta nhận thấy vừa mới quên cái tài liệu, thế nên người ta quyết định là will come back home to take, là sẽ quay trở về nhà để lấy nó. Đó thì đó là một cái mà có thể sẽ là vừa quyết định tại thời điểm nói thôi. Người ta dùng tương lai đơn ở đây. Ok chưa? Thì đó là cái cách dùng đầu tiên. Sang cách dùng thứ hai này. I guess James won't tell us the truth. Là sao nhỉ? Ở đây thì thêm một lần nữa cô gạch chân cái động từ ở thì tương lai đơn nhưng nó không chỉ đơn thuần là will tell như lúc nãy tức là will cộng với cả verb nguyên thể mà đây đã chuyển thành won't tell tức là dạng ở động từ ở đây nó đang ở gì là ở dạng phủ định nhá. Đó, thì đây là cái cách cấu tạo dạng phủ định của tương lai đơn tức là thay vì will not thì chúng ta có thể viết thành won't tell us the truth. Ở đây là tôi nghĩ là Jim sẽ không nói sự thật cho chúng ta biết ha.
lưu ý ở cái từ guess mà cô khoanh tròn nhé. Tiếp tục sang ví dụ thứ hai, mình có I think he won't come back. Tôi cho rằng là rằng anh ta sẽ không quay lại đâu. Ok chưa? Rồi thì nhìn vào tập trung hai cái từ, hai cái động từ guess và think. Và ở cái động từ sau nó là Jim won't tell us the truth hay là he won't come back. Đều ở dạng phủ định nha, của thì tương lai đơn. Thì ở đây nó sẽ mang tính chất là diễn đạt một dự đoán ở trong tương lai. Và mình có hai cái động từ khá là đặc trưng ở đây, đó là cái từ guess và từ think. Tôi đoán rằng, tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng, đó. Thì các bạn sẽ có thêm một cái cách dùng nữa của thì tương lai đơn, nó diễn đạt một cái dự đoán ở trong tương lai nhé. Mình có guess hay mình có think. Tiếp tục sang cái ví dụ thứ ba. Will you go out for dinner with me? Thì các bạn lưu ý ở hai ví dụ, ở example 1 and example 2. Thì ở ví dụ đầu tiên ý, thì cô dạng để dạng của động từ ở khẳng định đúng không? Will cộng cả verb, xong to là xong. Sau đó thì ở ví dụ 2 thì mình sẽ có ở dạng phủ định will not, nhưng mà cô viết tắt thành won't. Thì sang ví dụ 3 ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là will được đảo lên đầu và nó ở dạng câu hỏi. Tức là trợ động từ ở đây các bạn đảo will lên trên đầu. Và đây là will you go out for dinner with me? Dịch ra có nghĩa là bạn có thể đi ăn tối với tôi được không ha? Will you pass me the pencil, please? Ví dụ thứ hai, bạn có thể đưa tôi cái bút chì được không? Pass ở đây không phải là qua nha, pass ở đây là pass, là đưa. Đưa cho ai đó cái gì? Ok chưa? Pass me the pencil. Thì ở cái cách dùng thứ ba này, nó sẽ mang tính chất là một lời yêu cầu và đề nghị nhá. Yêu cầu và đề nghị, ok chưa? Bạn có thể làm gì giúp tôi được không? Đó. Chuyển tiếp sang ví dụ thứ tư. I promise I will write to her every day. Mình lại có thêm một cái nữa là gì, động từ promise được khoanh tròn và đằng sau đây I will write to her every day. Tôi hứa là tôi sẽ viết thư cho cô ấy mỗi ngày. Ok chưa? Thì đó, động từ promise được khoanh tròn. Các bạn lưu ý giúp cô nhé, tôi hứa là. Ok chưa? Tiếp tục là gì, my friend will never tell anyone about this. Bạn của tôi làm sao sẽ không nói với ai về điều này. Thì tựu chung ở cái ví dụ thứ tư này, theo các bạn thì cách dùng thứ tư ở đây nó sẽ là cái gì? Nó là sẽ cách dùng gì của thì tương lai đơn? Promise hay là I will never tell, hoặc là my friend will never tell anyone about this. Thì ở đây nó sẽ là diễn đạt một cái lời hứa nhá. Hứa là tôi sẽ không làm gì được, kiểu là em hứa lần sau em sẽ không thế nữa đúng không? Thì cũng sẽ là kiểu I promise I won't do this anymore chẳng hạn. Đó, thì đây là một cái cách dùng nữa của thì tương lai đơn nhá, diễn đạt một lời hứa. Thì đến giờ là chúng ta đã chạy qua 4 cách dùng rồi, mình sẽ chuyển sang cách dùng thứ 5. So far, thì cái cách dùng này nó lại là dễ so với cả những cái mà lần trước chúng ta đã gặp của if, đúng không? Câu điều kiện mà chúng ta đã từng gặp nào thì chạy từ trong quá khứ, chạy về tận quá khứ hoàn thành. Thì bây giờ nó lại một cách dùng quá là easy của câu điều kiện, đúng không? Câu điều kiện là sao? If she learns hard, she won't pass the exam. Dùng trong câu điều kiện loại 1, đúng không? Một cái câu giả định là gì có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai. Câu này là gì? Nếu cô ấy học hành chăm chỉ thì cô ấy sẽ thi đỗ. Câu này là đương nhiên là nó sẽ đúng, đúng không? Đương nhiên là học hành chăm chỉ thì sẽ đỗ. Vậy thì cái vế mà sẽ đỗ, tức là mệnh đề chính của nó sẽ chỉ ở tương lai đơn. Thì các bạn lưu ý giúp cô nhé. Đây là câu điều kiện loại 1. Buổi trước là buổi về tổng hợp các thì của quá khứ. Thì cô đã chạy lại cho các bạn một cái sơ đồ của thì ở quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành rồi. Ở đó chúng ta đã pha vào một lần là câu điều kiện rồi, đúng không? Nhưng nó không phải loại 1 mà nó là loại 2 với loại 3 đó. Thì bây giờ hôm nay là chúng ta quay sang tương lai, thì bắt đầu lại pha vào điều kiện loại 1. Thì cái này nó dễ lắm, nó giống y hệt như kiểu tiếng Việt thôi. Mình hiểu một cách đơn giản là vậy. Nếu mà học hành chăm chỉ thì sẽ thi đỗ. Dùng tương lai đơn là mệnh đề chính. Ok chưa? Rồi, vậy thì chúng ta đã chạy hết của các cái thì tương lai đơn, tức là 5 cách dùng của thì tương lai đơn rồi. Thì chúng ta có một số những cái nhận biết như thế này. Cái này thì cô lưu ý một chút nhá. Ở đây mình sẽ thấy là gì? Những cái từ chỉ thời gian, ví dụ next day, next week, next month, next year là đều là năm nhá. Giống như việc cái trái ngược. Ở cái thì quá khứ hôm trước là mình có last, đúng không? Mình có last week, last month, last year. Thì ở thì tương lai đơn thì nó là next. Thế thôi, hiểu cách đơn giản là vậy. Thế còn là in cũng vậy. In thì giống ở trong quá khứ đơn thì các bạn sẽ thấy là in cộng một năm ở trong quá khứ chẳng hạn. Thì ở đây nó lại là in cộng một cái mốc thời gian trong tương lai.
Thì in thậm chí có thể đi với cả một khoảng thời gian nhé, không phải là hẳn là một mốc thời gian như là ở trong quá khứ nữa nhé. Còn tomorrow thì quá easy rồi. Nhưng mà tuy nhiên các bạn nhìn này, những cái câu mà có trạng từ chỉ thời gian như thế này là những cái câu rất là dễ. Thế nhưng mà nãy giờ ấy, năm cái cách dùng này mình đã chạy qua không, và cách dùng nào nó cũng có những cái mốc là có cái trạng từ chỉ thời gian cho chúng mình biết là nó là thứ tương lai. Nhưng mà chúng ta vẫn có những cái gọi là nắm được kiểu nghĩa của nó, là nó phải ở thì tương lai, đúng không? Ví dụ những cái mà như kiểu là lời đề nghị đề xuất, hoặc là những cái mà kiểu nói về một sự việc sẽ có thể xảy ra ở trong tương lai, thì nó không không cần thiết phải có mốc thời gian, nhưng mà mình vẫn biết được nhá. Hoặc là ví dụ như cái động từ chỉ quan điểm này, giống như cái câu mà lúc nãy đúng không, think hoặc là guess chẳng hạn, thì ở đây cũng vậy đó, nó cũng là những cái động từ mà để chỉ quan điểm là nó đằng sau sẽ phải chia là thì tương lai. Cái này thì với thì tương lai thì hơi similar trong tiếng Việt, nó hơi tương đồng trong tiếng Việt. Khi bạn dịch nghĩa ra thì các bạn sẽ hiểu là nó có thể là cái câu đấy là dùng thì tương lai đơn. Ok chưa? Rồi thì đó là chúng ta đã chạy qua thì tương lai đơn rồi nhá. Không biết là các bạn có câu hỏi gì liên quan đến thì tương lai đơn không? Năm cái cách dùng của thì tương lai đơn. Nếu mà không có cái gì, câu hỏi gì thì chúng mình sẽ cùng chuyển tiếp sang tương lai tiếp diễn nhá. Và vì là chúng ta đã chạy qua hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn rồi, nên cô nghĩ là tương lai tiếp diễn nó không thể làm khó được các bạn đâu nha. Rồi, đi từ ví dụ 1 nào. I will be eating dinner at 8 p.m. tomorrow. Hay, câu này thì quá là đặc trưng luôn đúng không? Hoặc là câu thứ hai cũng vậy. Henry will be walking in the park at this time tomorrow. Thì bây giờ mình nhấn mạnh một chút về mốc thời gian này các bạn nhìn này. Nếu như mà chỉ có tomorrow thì các bạn chia tương lai đơn giúp cô. Nhưng mà có hai cái nữa, đó là at 8 p.m. tomorrow hay là at this time tomorrow, thì nó cụ thể hơn về một mốc thời gian trong tương lai. Ở đây mình sẽ có là gì, vào 8 giờ tối ngày mai, hoặc là vào thời điểm này, vào thời gian này của ngày mai đó. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là cái mốc thời gian nó đã cụ thể hơn chưa? Và vì nó cụ thể hơn ở một mốc thời gian trong tương lai nên là chúng ta sẽ chia tương lai tiếp diễn ở đây. Tức là vào một thời điểm nào đó trong tương lai, tôi hoặc là ai đó hẳn đang làm gì. Và nhìn vào cái dạng thức của động từ ở đây các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ là gì? Will be eating hay will be walking. Thì nhấn mạnh lại một chút nữa, không biết là các bạn có nhớ buổi trước cô nói về về các cái thì tiếp diễn ấy. Nếu như mình hiện tại tiếp diễn đúng không? Cấu công thức chung các bạn cần nhớ giúp cô là be cộng với cả going. Vậy nếu hiện tại tiếp diễn thì các bạn chia to be của cái hiện tại ra, nó là am, là is, là are, tương ứng với cả chủ ngữ, và đằng sau thì cộng với cả verb in. Còn nếu quá khứ tiếp diễn thì sao? Các bạn lại có gì? To be của quá khứ nó sẽ là gì? Was hoặc là were cộng với cả verb in. Thế thì hôm nay mình quay sang là tương lai tiếp diễn, đúng không? Thì mình sẽ có một chút hơi khác một chút, đó là gì? Mình sẽ là will be cộng với cả verb in. Thế thôi. Thế thì đó là cái mà mình cần ghi nhớ một chút liên quan đến cách chia của động từ. Nó hơi khác với hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn một chút thôi, nhưng mà nó không quá khó đúng không? Và mình nhìn từ ví dụ này ra, mình nhớ cho cô cái cách chia của động từ nhé. Thì ở cái ví dụ một này với thì tương lai tiếp diễn, mình sẽ có là gì? Một hành động sự việc diễn ra đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể trong tương lai. Thế thôi. Hiểu một cách đơn giản là nếu như mà chỉ có tomorrow thì là tương lai đơn, nhưng mà at 8 p.m. tomorrow và một mốc thời gian là 8 giờ tối ngày mai thì nó sẽ phải đang diễn ra. Ok chưa? Cái này là cái dùng rất là đơn giản và basic của tương lai tiếp diễn nhé. Tiếp tục sang câu số 2, example 2. The match will be starting at 8 p.m. tomorrow. Cái này thì khá là tương tự như cái cách dùng trước, đúng không? Trận đấu sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối mai. Thì ở đây nó hơi gọi là đi sâu vào một chút về một cách dùng nữa của tương lai tiếp diễn. Đó là gì? Diễn ra một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai mà đã có lịch trình, thời gian biểu định trước rồi. Thì thực ra là cái câu này nó cũng khá là tương đồng với một cách dùng nữa của thì hiện tại đơn, đúng không? Là những cái nó có trong lịch trình. Nhưng cái này nó cụ thể là một mốc thời gian ở trong tương lai, thì nó sẽ là nhấn mạnh về một cái trạng thái nó đang diễn ra, một cái hành động nó đang diễn ra tại một thời điểm của tương lai nhá. Còn thực ra mình vẫn có cái cách dùng liên quan đến việc là lịch trình, thời gian biểu, nhưng mà chia hiện tại đơn, các bạn nhớ không? Đó. Thì ở đây nó lại đi sâu hơn so với cách dùng trước thôi nhá. Sang ví dụ thứ ba này, I will be waiting for you when the party ends. Hay là sao, when her friends come tomorrow, Hannah will be watching TV. Ở ví dụ 1 thì mình sẽ thấy là gì? When
The party ends, đúng không? Tôi sẽ đang đợi bạn khi bạn cái bữa tiệc mà kết thúc. Hoặc là cái câu thứ hai là gì? Khi mà bạn của cô ấy tới vào ngày mai ấy, thì Hana sẽ đang xem TV. Ok chưa? Thì câu này có hai cái cách gợi ý một chút liên quan đến cách dùng. Mình có thể nói theo diện là diễn tả một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có một hành động khác xen vào. Thì cũng giống như cái cách dùng của when ở trong hiện tại tiếp diễn hay là quá khứ tiếp diễn là một hành động đang xảy ra, một hành động khác xen vào. Nhưng mà mình cũng có thể hiểu theo một cái cách dùng khác, đó là gì? Nó đang nói về một cái mốc thời gian trong tương lai, đúng không? Với cái when the party ends là vào cái thời điểm cái bữa tiệc nó kết thúc thì mình cũng có thể hiểu đó là một cái mốc thời gian ở trong tương lai chứ, đúng không? Và ở đây là gì? When her friends come tomorrow, vào cái thời điểm là gì? Bạn bè của cô ấy tới vào ngày mai, đó cũng là một mốc. Người ta chỉ không nói cụ thể ra là vào lúc mấy giờ hay là vào thời điểm nào, buổi sáng hay buổi chiều thôi, nhưng nó cũng mang tính chất là một mốc thời gian trong tương lai. Và vì vậy thì cái đằng sau ấy, hoặc là ở đây là cái mệnh đề nó đang đảo linh hoạt với nhau nhé. Các bạn nhìn ví dụ 1 và ví dụ 2 thì khi mà when nó đứng ở giữa câu thì nó sẽ viết như này: I will be waiting for you when the party ends, liền nhau luôn. Còn nếu when đứng ở đầu câu thì when her friends come tomorrow, phẩy một cái nhé, viết tiếp mệnh đề còn lại. Thì các bạn hiểu một cách đơn giản đó thì nó cũng sẽ nói luôn là về một cái hành động nó đang diễn ra vào một cái mốc thời điểm của nó trong tương lai thôi nha. Vậy thì tiệm chung là ba cái cách dùng 1, 2, 3 nãy giờ này nó khá là tương đồng với nhau của thì tương lai tiếp diễn nhé. Rồi chuyển tiếp sang ví dụ thứ tư, cách dùng thứ tư mình sẽ có là gì? Next week is Christmas. Đó, cái mấu chốt rất quan trọng ở câu này nó là ở đây, đúng chưa? Nghe rất rõ ràng là mình có next week và Christmas. Thì cái tuần sau, tuần tới này này, nó sẽ là Christmas, là Noel rồi. Và ở đằng sau thì mình cũng phải hiểu nó sẽ là một cái gì liên quan đến tương lai. Không có cái lý do gì mà nó để next week mà mình lại làm một cái thì khác cả. Không chạy về hiện tại cũng chẳng chạy về tận quá khứ cả, mà nó sẽ liên quan đến tương lai. Vậy thì ở đây là lý do tại sao nó lại chia là will be staying, tương lai tiếp diễn ở đây, đúng không? Thì ở đây mình sẽ thấy là với cái ví dụ 1 mình sẽ thấy là gì? For the next 5 days. Đầu tiên là phải lưu ý giúp cô là cái mốc next week nhá. Đầu tiên là mình biết là next week là tuần sau. Rồi tiếp sau nữa là gì? I will be staying with my family for the next 5 days. Tức là tuần sau là Noel rồi và tôi sẽ ở với gia đình của tôi trong vòng 5 ngày. 5 ngày kể từ cái thời điểm Noel này, từ cái ngày Noel này nhá. Thì nó sẽ là gì? Tương lai tiếp diễn. Ok chưa? For the next 5 days, tính từ một cái mốc đó kéo tiếp đến tương lai nữa, tương lai xa hơn nữa. Tương tự ở câu số 2 thì các bạn cũng sẽ thấy là sao? John will be preparing for the exam for 2 months after the holiday. Thì đầu tiên là cái mốc after the holiday đó, sau kỳ nghỉ. Cô lấy ví dụ là gì? Sau kỳ nghỉ hè đi, after the vacation hoặc after the summer đi. Thì nó là một mốc thời gian đúng không? Rồi là gì? 40 months after, tức là 2 tháng kể từ cái thời điểm đấy, 2 tháng sau tiếp nữa thì nó sẽ tiếp tục là gì? Tương lai tiếp diễn là anh ta sẽ đang chuẩn bị cho kỳ thi. Ok chưa? Vậy là động từ ở đây nó ăn chia tương lai tiếp diễn nhá. Thì cái cách dùng 4 này nó sẽ là gì? Một hành động nó sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trong tương lai. Thì có một số cái nó có thể là kế hoạch và dự định nhá. Thì ở đây cái kế hoạch dự định nó sẽ mang tính chất là nhiều hơn ấy. Ở đây mình thấy cả hai câu nó đều có tính chất đều là những cái sự việc nó đã quen rồi và nó nhấn mạnh cái sự kéo dài tiếp ở trong tương lai, thế nên là mình chia tương lai tiếp diễn. Ok chưa? Rồi thì đến đây dừng lại ở cái thì ở tương lai tiếp diễn. Thì bạn nào có câu hỏi gì không? Nếu có câu hỏi gì cứ comment giúp cô nhé. Mình sẽ pause lại, sẽ dừng lại ở bất cứ cái đoạn nào mà các bạn cảm thấy là cần hỏi thêm. Còn nếu như mà ok ổn rồi thì thả tim hay thả like gì đó để cô cũng biết, xong rồi mình sẽ đi tiếp. Vì hôm nay mình đã chạy qua hai thì tương lai rồi, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn rồi. Đó. Với những bạn mà cô nghĩ là join được từ các cái thì trước đến giờ thì cô nghĩ là sẽ hiểu một cách nhanh chóng những cái nội dung này và cách dùng hay là cách chia cũng vậy thôi. Để cô luôn luôn đưa cái ví dụ vào cho các bạn để các bạn mường tượng được cái bối cảnh của cái hành động đấy nó diễn ra. Còn cái cách chia ấy, về mặt cơ bản thì nó không quá là phức tạp đâu nhá. Ok chưa? Nếu như mà không có vấn đề gì thì thả một biểu tượng cảm xúc rồi chúng ta sẽ đi tiếp nha. Và lưu ý giúp cô này, vẫn như mọi ngày nhá. Sau cái phần lý thuyết này nó sẽ là phần bài tập luyện tập. Luyện tập của cái thì ngày hôm nay chúng ta học là bao gồm tổng cộng 3 thì.
Ngoài ra sau cái phần đó thì chúng ta vẫn như mọi ngày phải bổ sung từ vựng, đúng không? Và chúng ta sẽ vẫn có cái phần từ vựng như mọi khi nhá. Để các bạn lưu ý luôn cho cô. Tiếp tục nào. Với thì tương lai hoàn thành. Nghe thì đã hiểu hiểu sơ sơ rồi đúng không? Sương sương luôn. Thì tương lai hoàn thành sẽ là như thế nào? Ví dụ ở đây là the guests are coming at 8 p.m. I will have finished cooking by then. Thì ở đây mình sẽ dừng lại ở đây một chút liên quan đến việc là the guests are coming at 8 p.m. Thì ở đây nó có một cái cách dùng nữa của thì hiện tại tiếp diễn và cô cũng đã từng đề cập với các bạn rồi. Nó là liên quan đến việc là thì hiện tại tiếp diễn nhưng dùng với nghĩa của một cái kế hoạch dự định sẽ xảy ra trong tương lai. Thì ở đây nó sẽ mang tính chất như vậy. Nó mang tính chất là gì? Khách mời ấy, thì họ sẽ tới vào lúc 8 giờ tối. Cái này là có plan rồi nha. Đặc biệt liên quan đến khách mời thì thường sẽ được mời rồi này. Và chương trình một cái party hay là một cái sự kiện nào đó nó đều phải có kế hoạch rồi. Vậy nên là người ta chia hiện tại tiếp diễn dùng theo nghĩa của thì tương lai ở đây nhá. The guests are coming at 8 p.m. Rồi là vì khách mời họ có cái kế hoạch là họ sẽ đến vào lúc 8 giờ rồi. Nên là tôi sẽ phải I will have finished cooking by then. Tôi sẽ phải hoàn tất cái việc nấu ăn vào cái thời điểm đó. Cái by then đây nó mang tính chất là vào cái thời điểm 8 giờ nhá. Thì ở đây các bạn nhìn kỹ cái động từ cách chia cho cô đó là will have finished. Dừng, không nhìn thấy cooking nữa nhá, đừng nhìn cooking. Mà mình chỉ cần nhìn là cái cấu trúc động từ liên quan đến will have finished thôi. Thì sẽ thấy tương lai hoàn thành ở đây nhá. Và nhớ lại cách hiện tại hoàn thành đúng không? Hiện tại hoàn thành có have, has cộng phân thứ hai, đúng chưa? Quá khứ hoàn thành mình lùi cái have has về quá khứ, mình có had cộng phân thứ hai. Vậy dịch sang tương lai hoàn thành ở cái thì này mình sẽ thấy là nó gì? Will have cộng với cả phân thứ hai finished. Vậy là nhớ nhá, luôn luôn là phân thứ hai xuất hiện trong các tình hoàn thành. Nhưng với tương lai hoàn thành thì các bạn dùng là will cộng với have cộng với cả phân thứ hai nhá. Nó chỉ không đơn giản là chỉ cần will với cả phân thứ hai không đâu, mà nó sẽ là will have finished, tức là will have cộng với cả phân thứ hai. Nhớ giúp cô cái đó. Thế còn tại sao mà cô bảo tạm bỏ cái cooking ra? Tại vì cooking nó đi theo finished, chứ nó không phải là động từ cần chia theo cái thì ở đây, mà cái cooking nó đi theo cái finished, tức là đằng sau cái finished các bạn dùng với cả động từ là verb giúp cô nhá. Thì ở đây là gì? Ở cái thời điểm 8 giờ khi mà khách họ tới thì tôi đã phải hoàn thành cái công cuộc nấu nướng rồi. Ok chưa? Tiếp tục sang câu thứ hai. On 9th October, và cái ngày 9 tháng 10 ấy, thì we will have been married for 50 years. Và cái ngày 9 tháng 10 tới này thì chúng tôi đã cưới nhau được 50 năm rồi. Ok chưa? Vậy là mình có một mốc on 9th October, một cái mốc thời gian ở trong tương lai ngày 9 tháng 10. Và kèm theo một cái nữa đó là for 50 years, được 50 năm rồi. Vậy thì cái này nó sẽ mang tính chất là gì? Một cái là nó sẽ hoàn thành trước hoặc là vào một cái thời điểm cụ thể ở trong tương lai. Ở đây mình sẽ có hai cái cấu trúc nữa để mình nhìn. Đó là for 50 years, nó là một khoảng thời gian, đúng không? Và đến cái thời điểm đấy thì mình đã hành động bắt đầu từ trong quá khứ kéo dài đến hiện tại, thậm chí trong tương lai luôn. Nó kết thúc tại thời điểm đó vào ngày 9 tháng 10 thì đã được 50 năm. Vậy nó sẽ là tương lai hoàn thành, tức là hoàn thành tại một thời điểm trong tương lai hoặc là trước một thời điểm cụ thể trong tương lai. Ok chưa? Thì đó là cái cách dùng đầu tiên của tương lai hoàn thành. Đó, tức là hoàn thành trước hoặc là tại một thời điểm cụ thể ở trong tương lai. Đó, có một cái mốc rõ ràng. Ở cái ví dụ đầu tiên là có một mốc vào lúc 8 giờ. Đương nhiên là bạn thời điểm này thì không phải 8 giờ nhá. Thế nên người ta mới nói là khách nó sẽ đến vào lúc 8 giờ. Giờ cả 9 tháng 10 cũng thế, cũng là đương nhiên tại thời điểm này nó sẽ không phải là 9 tháng 10 mà chưa đến. Thế nên là vào cái thời điểm đó thì nó mới là được tròn 50 năm cưới nhau. Rồi tiếp tục sang cách dùng thứ hai. I won't have written all the reports by next week. Ở đây là sao? By next week. Lưu ý nhớ kỹ cho cô cái by và cộng với cả next week nhá. Next week rất rõ là về tương lai rồi, không phải bàn nữa, nhưng mà có thêm by. I won't have written. Ở đây thêm một cái nữa về cách dùng là gì? Tương lai hoàn thành nhưng mà dạng phủ định nhá. Cũng giống như lúc nãy thôi. Thay vì là the, will thì mình sẽ là won't, tức là will not. Ok chưa? Tôi sẽ không hoàn thành tất cả các báo cáo vào tuần tới. Và cái thời điểm tuần tới ấy, thì thời điểm đấy là chưa có làm xong. Chưa làm xong nhá. Cũng giống như cái việc là làm xong rồi thì chưa làm xong nó cũng vậy. Tức là
một hành động kết thúc thì đây nó là hành động chưa kịp kết thúc, vào một thời điểm trong tương lai. Hoặc là by the time we arrive, ba cái thời điểm mà chúng tôi tới thì the kids will have gone to bed, thì bọn trẻ nó đã đi ngủ rồi. Và một cái mốc thời điểm mà chúng tôi tới, ví dụ bây giờ chúng tôi chưa tới, chúng tôi đang trên đường thôi, on the way, thì và cái thời điểm chúng tôi tới ấy, thì hẳn là bọn trẻ con nó đã đi ngủ rồi. Bình thường bọn nó đi ngủ lúc 9 giờ chẳng hạn, mà bây giờ mình dự đoán là 10 giờ mình mới tới, thì by the time we arrive thì chắc chắn là the kids will have gone to bed. Will have cộng cả phần thứ hai, go when gone, ok chưa? Thì cái cách dùng này nó sẽ là gì? Diễn tả một cái khoảng thời gian hành động sẽ được hoàn thành. Nó nhấn mạnh thêm một chút nữa là khoảng thời gian hành động hoàn thành là ra mình sẽ có by the time we arrive. Bản chất câu 2 ấy, nó đáng ra phải quanh tròn cả by the time we arrive nữa cơ. Đó, hoặc là ở cái câu 1 nó sẽ là by next week, là cái tuần tới, ok chưa? Thì các bạn lưu ý giúp cô nhé. Đó là nhấn mạnh một cái khoảng thời gian hành động nó hoàn thành nó sẽ ở trong tương lai. Cái thi tương lai hoàn thành tiếp diễn thì mình sẽ skip, mình sẽ không bàn vội, và mình sẽ đi thẳng vào cái phần practice luôn. Tại vì hôm nay mình sẽ tập trung vào ba cái thi kia trước nhá. Rồi bây giờ thì trong lúc không thao tác máy thì các bạn có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến những cái thi mà mình vừa mới chạy qua không? Đó, bất cứ câu hỏi gì thì có thể comment, và nếu mà ok rồi, thấy rất là cảm thấy là đã rất là ok và hiểu, nắm được vấn đề rồi, thì các bạn có thể thả tim và thả like giúp cô nha. Rồi, các bạn đã nhìn thấy màn hình của cô chưa? Cái màn hình liên quan đến đề luyện tập ý. Nếu mà các bạn nhìn thấy rồi thì lại like giúp cô. Wow, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng là hôm nay là tiếng với hình nó không bị lag như hôm qua nữa ha. Nếu không là rất là mất công và cũng ảnh hưởng đến cái trải nghiệm học của các bạn nữa. Thì cô rất là lấy làm tiếc, không biết là con cá mập nó đã dừng cắn cái cát ở biển chưa, không biết nữa. Rồi, thế để không mất thời gian thì chúng ta bắt đầu vào phần luyện tập luôn nha. Ok, nào let's get started với câu đầu tiên. Quá dễ đúng không? Mực nhận biết quá là rõ ràng. Nếu như mà chỉ dừng lại là tomorrow thôi thì sao? Tương lai. Đơn, đúng chưa? Nhưng mà mình có thêm by vào một cái mốc ở trong tương lai nữa, thì vào cái gì? Vào cái thời điểm ngày mai ấy, thì tôi hẳn là đã hoàn thành xong nhá. Hoàn thành xong. Tùng hơi bị nhầm một xíu, không sao cả nhá. Nếu như mà chỉ có tomorrow thì quan trọng đi là ok. Nhưng mà vì ở đây là vào cái mốc thời điểm của ngày mai, người ta nhấn mạnh hơn là thời điểm đấy thì tôi đã hoàn thành xong cuốn sách này rồi. Will have finished nhá. Will have cộng với phần thứ hai, tương lai hoàn thành, ok chưa? Tiếp tục, by the end of next year. Câu này thì chắc là không bị sai nữa rồi, nếu như sau khi chạy qua câu 1, đúng không? Chạy qua câu 1 thì lại sẽ không bị sai nữa. Và cuối của năm sau thì tôi hẳn là đã ở đây được 25 năm rồi nhá. Thì sao nào? Will have been here for, ở đây thì mất cái từ for, 25 years, ok chưa? Thì đó, và một cái mốc thời điểm cuối năm thì ảnh đã ở đây được 25 năm rồi. Tương lai hoàn thành. Tiếp tục câu số 3. Câu số 3 thì mình xem là có mốc thời gian không? Nó có mốc thời gian cụ thể không? Nó chỉ có cái này thôi đúng không? Nó chỉ có là gì? Before này. Cái tàu nó sẽ như thế nào? Trước khi mà chúng tôi reach the station, trước khi mà chúng tôi đến cái ga ấy, thì cái tàu nó sẽ đi, đúng không? Tức là ở cái câu này nó mang tính chất là một cái dự đoán là cái tàu đó nó sẽ rời ga mà trước khi chúng tôi đến được cái ga. Will leave, rời đi. Tiếp tục câu if này, nhìn thấy if thì lại quá là dễ luôn. Câu if này là câu gọi là cho rồi, cho tiền rồi đấy, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì mình vẫn phải làm cẩn thận về việc là nghĩa nữa, chứ không phải chỉ là liên quan đến thì của động từ không nhá. Rồi nếu như mà chúng ta không nhanh lên ấy thì mặt trời sẽ gì? Sẽ mọc, chắc là đi đón bình minh đúng không? Mọc trước khi mà chúng tôi lên đến đỉnh núi. À, đó, before we reach the top. Thì sao? Câu này nếu như mà các bạn làm bình thường thì các bạn sẽ dễ bị lẫn với cả A đúng không? Rise. Nhưng mà thực ra câu này nó sẽ phải là C, will have risen. Tức là sao?
đến cái thời điểm mà chúng ta reach the top thì nó đã mọc lên, mọc xong rồi, tức là tóm lại mọc 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 lên cao rồi đó, thì ở câu này sẽ phải dùng là tương lai hoàn thành nhé, để nhấn mạnh hơn. Tiếp tục câu số 5. Câu số 5 này thì nó lại là gì nhỉ? English teacher, thầy giáo tiếng Anh của tôi hoặc là cô giáo tiếng Anh của tôi thì sẽ giảng giải thích cho chúng tôi that lesson to us tomorrow. Thì câu này nhá, đừng có làm nó phức tạp lên đúng không, nhìn thấy tomorrow nghĩ nó đơn giản thôi, cơ bản sẽ gì, will explain tương lai đơn, thế là xong nhá. Thì nó không phải là by tomorrow như cái câu trước nhá, hoặc là vào một mốc thời điểm cụ thể ở trong tomorrow, nó chỉ đơn giản là tomorrow thôi. Tiếp tục sang câu số 6 nào. When you come next Monday, vào cái thời điểm nào khi mà bạn tới vào thứ hai tuần sau ấy thì tôi làm sao? Ở cái bàn của tôi ở trong phòng, tóm lại là tôi sẽ đang làm gì, tôi sẽ đang làm việc ở, đang làm việc ở bàn, rồi tóm lại tôi đang làm việc ở trong phòng của tôi đúng không? Thì ở đây là vào một cái thời điểm when you come next Monday, tôi sẽ phải đang will be doing, một cái mốc thời gian cụ thể ở trong tương lai thì tôi sẽ đang làm gì nhé. Rồi tiếp tục câu số 7, chắc là lặp lại một lần nữa thế này thì sẽ không quên được cách dùng này được đúng không? Đó là sao? When you get back tomorrow, khi mà bạn quay trở lại vào ngày mai thì tôi sẽ phải là sao? Hẳn là đã, hẳn là sẽ đang đợi bạn, will be waiting for you, giống như waiting for you mono vậy đúng không? Rồi thì đấy là hai câu này để cho các bạn nhớ lại giúp cô một cái mốc thời gian cụ thể ở trong tương lai của mình sẽ đang làm cái gì đó nhá. Chuyển tiếp sang câu số 8 nào. By July next year, mình sẽ thấy là sao, và một cái mốc là gì, tháng 7 nhưng mà lại còn là năm sau, thì làm sao, vào cái tháng 7 năm sau thì họ hẳn là đã phải, đúng không? Cái câu này thì mình sẽ phải dùng cái tương lai hoàn thành, will have built that house. Người ta nhấn mạnh lại về một cái việc là vào cái thời điểm đấy thì đã xây cái nhà xong rồi. Đấy. Tiếp tục sang câu số 9. Ở đây mình có là by the end of next week. Mình sao nhỉ? Vào cuối của cái tuần sau ấy thì tôi sẽ làm sao nhỉ? Giống như là câu lúc nãy thôi. Will have graduated. Đã tốt nghiệp đại học rồi. Ví dụ như là đầu tuần là làm lễ tốt nghiệp thì vào cuối tuần sau coi như là tôi đã graduated, will have cộng với cả phần thứ hai. Tiếp tục câu số 10. For 2 years by May cũng là một cái nhận biết này. Và vào cái tháng 5 thì đã được 2 năm rồi, đúng không? Tức là vào tháng 5 tới thì đã được 2 năm rồi, tức là tôi đã sống ở San Francisco được 2 năm rồi. Vào cái tháng 5 tới nó sẽ là gì? Hoàn thành tại một thời điểm ở trong tương lai, vậy là sẽ là will have lived. Rồi đó thì đã chạy qua một vài cái câu, và đặc biệt là vừa rồi mình nhấn mạnh khá là nhiều đến cái tương lai hoàn thành, thì các bạn lưu ý giúp cô nhá, để rõ ràng một cái mốc thời gian ở trong tương lai và mình đã hoàn thành một cái gì đó ở trong tương lai nhá, nó có cái mốc cụ thể, và nãy giờ là mình gặp khá là nhiều đi với cả bài nhá. Rồi chuyển tiếp sang bài sau là chữ lỗi sai. Thì bài này cô nói luôn hầu hết các cái câu sai ấy nó sẽ liên quan đến động từ. Vì bài này mình đang focus nhiều vào thì. Nhưng mà cái này để giúp cho các bạn là khi gặp những cái bài chữ lỗi sai khác thì các bạn cũng focus tập trung vào động từ giúp cô một xíu, để mình tìm chắc ra là có chắc chắn là cái động từ đấy nó có đúng hay không. Thế thông thường cái lỗi sai liên quan động từ khá là nhiều nhé, không phải ít đâu. Rồi với câu đầu tiên nào. They were playing soccer at that time tomorrow. Nói luôn là at that time tomorrow là không có vấn đề gì nhá. Đó. Và cái thời điểm ngày ngày mai và còn with classmates nữa thì hẳn là họ sẽ phải đang chơi, và mình cũng không có cái will playing luôn, mà mình chỉ có là will be playing thôi nhá. Đó, vậy thì đáp án câu này nó là A. Và lưu ý giúp cô nhá, ở một số những cái đề mà họ theo diện là không xếp theo thứ tự của những cái từ gạch chân nhá. Ví dụ như cái đề này mà dùng will playing là A đúng rồi, đáng ra mình tưởng là tiếp theo at nó phải là B, hay là with nó là C, thì ở đây nó lại đảo lại hai cái đấy. Vậy thì các bạn phải làm hết sức là cẩn thận và tập trung giúp cô, chứ không hoặc là mình cứ nhìn kiểu như là theo đúng thứ tự xong mình khoanh A, B, C, D đâu nhá. Nó đang đi theo cái từ cần gạch chân là cái từ nào mà bị sai nhá. Tiếp tục sang câu số 2 này. We believe that
She will be recovered from her illness soon. Tôi tin rằng là gì cô ấy thì sẽ phục hồi, tóm lại là khỏi ốm sớm thôi. Thì we believe that, không có vấn đề gì nữa nhá. Will be recovered. Thì ở đây nói luôn là nó sẽ không nhất thiết phải dùng bị động ở câu này, không cần phải dùng bị động, nó chỉ là đơn giản là cô ấy sẽ hồi phục. Will recover from her illness là xong, chứ không phải dùng bị động ở câu này. Tiếp tục sang câu số 3 này. How many books will they read by the end of the month? Thì ở đây mình có một cụm luôn là by the end of the month, vào cuối tháng nhá. Thì the là chắc chắn là không có vấn đề được rồi. Thì vào cuối tháng này thì họ sẽ đọc được bao nhiêu quyển? Tức là họ đã bắt đầu cái công cuộc đọc sách đấy chắc cách đây lâu lâu rồi, mấy tháng rồi chẳng hạn, hoặc là từ một cái mốc thời gian nào trong quá khứ. Thì vào đến cuối tháng này họ đã đọc, họ sẽ đọc được bao nhiêu quyển? Tức là một sự là sao? Hoàn thành ở trong tương lai, một cái mốc thời gian trong tương lai. Vậy thì will they read, thì cái từ read nó là cái từ mà mình phải tích nó ra, nó sẽ gọi là have read. Viết như vậy nhưng đọc là read nhá. Tiếp tục sang câu số 4. Hopefully, hy vọng rằng là, câu này chắc không sai đâu. Nó thường đứng đầu câu hy vọng rằng làm sao? By this time next week, vào giờ này tuần sau. Quá dễ luôn đúng không? Vào giờ này tuần sau làm sao mà will take được, mà chỉ có thể là will be taking. Tôi hẳn là đã, tôi hẳn là sẽ đang, đang đi thi lái xe. Và I finally be able to get a car, và tôi sau đó thì tôi sẽ có thể là có một cái ô tô, đúng không? Hoặc là câu này ngoài tương lai tiếp diễn ra, theo các bạn là có thể chia thêm thì gì nữa? Vào giờ này tuần sau, by this time next week, ngoài tương lai tiếp diễn, tức là nó đang diễn ra tại một thời điểm ở trong tương lai, theo các bạn là còn có thể chia thêm được thì gì nữa? Vừa rồi chúng ta cũng học rồi, một mốc thời gian ở trong tương lai, đúng không? Vào thời điểm này tuần sau thì có thể là chúng ta đã hoàn thành cái phần thi rồi, đúng không? Thế là có thể là gì? Will have taken. Tương lai hoàn thành ở đây. Đó, tức là vào cái mốc này thì chúng tôi đã có thể là sẽ thi xong rồi. Và có thể có cái xe của tôi. Đó là thi xong cái gì đi mua xe luôn chẳng hạn. Đó. Thì lưu ý giúp cô nhé, by this time next week, nó có thể đi được luôn cả hai thi này. Tiếp tục sang câu số 5 là it seems to her that, có vẻ như là nhá, cái cụm này nó không có vấn đề gì đâu. It seems to her that she is studying abroad by the time, thì by the time không gạch một cái mốc này, vào cái thời điểm cô ấy tốt nghiệp lại có next year nữa, và năm sau. Thì ở đây có hai cái vấn đề, nó nằm ở chỗ is studying hay là graduates, nó sai đúng không? Là C hay là D sai đây. Thế mình phải nhớ lại cái bối cảnh ở đây là gì. Có vẻ như là gì, vào cái thời điểm mà cô ấy tốt nghiệp vào năm tới ấy, thì cô ấy hẳn là sẽ đang chứ, đúng không? Đang đi du học nước ngoài. Vậy thì cái graduates ở đây, mặc dù đã đi về next year ở đằng sau là năm tới, nhưng mà thực ra nó mang tính chất là gì? Một cái gì đó nó đã được lên kế hoạch rồi. Plan. Và mình có thể hoàn toàn chia hiện tại đơn ở cái chỗ này, giống như cái cách dùng mà lần trước cô đã nói với các bạn khi mà học ở thì hiện tại đơn ấy nhá. Kế hoạch của cô ấy mà cô học 4 năm vào thời điểm này thì chắc chắn là kết thúc năm học thì cô ấy sẽ tốt nghiệp. Vậy thì cái graduate nó chỉ ở hiện tại đơn, nó không vấn đề gì cả. Và nó nằm ở vấn đề là is studying thôi. Vào cái thời điểm đó ở năm sau thì cô ấy sẽ đạt nhá. Will be và studying. Ok chưa? Rồi, tiếp tục sang câu số 6. You look so tired. Câu này cũng là một câu chẳng có vấn đề gì cả. Nghe you look so tired. Ok. Trông bạn mệt thế. Thế thì làm sao? Tôi sẽ mang cho bạn một cái gì đấy để ăn, đúng không? Câu này là easy rồi. Will bring. Câu này thì nó là một cái cách dùng rất là đơn giản của tương lai đơn thôi. Vừa mới quyết định tại thời điểm nói xong. Đó, là vì trông bạn mệt mỏi nên là tôi sẽ mang cho bạn cái gì đó để ăn. Đó. Thì đấy là một cái cách dùng rất là basic của tương lai đơn. Ok, vậy thì chúng ta đã kết thúc những cái phần liên quan đến luyện tập của các cái thì tương lai đơn này, tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành. Thì đương nhiên là cô sẽ có thêm phần bài tập luyện tập thêm cho các bạn sau cái bài này. Thì các bạn lưu ý là cô sẽ gửi bài trong nhóm Zalo nhé. Nhưng mà đầu tiên là cô muốn các bạn practice lại cái nội dung mà cô vừa là
Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai. Ví dụ ngày mai các bạn là ngay lập tức làm lại cái phần nội dung vừa rồi, xem là mình đúng được với số lượng bao nhiêu câu nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cùng chuyển tiếp sang phần từ vựng như mọi khi, để có thể bổ sung thêm từ vựng cho mình mỗi ngày nha. Cái này là hết sức cần thiết nhưng không thể chủ quan được. Cái đấy mình phải cần thiết lập nó trở thành một cái thói quen. Đặt ra target cho mình là mỗi ngày mình phải tiếp xúc với ít nhất là 5 hay là 10 từ vựng mới. Đặc biệt là những cái từ basic, những cái từ rất cơ bản và trong sách giáo khoa chẳng hạn, là các bạn phải follow theo theo sách và các bạn đọc theo những cái nội dung bài đọc ở trong sách để bổ sung cái từ vựng cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi với cả câu đầu tiên. His New York is certainly an ostentatious display of his wealth. Thì nói luôn là cái từ ostentatious này sẽ chắc là nhiều bạn không biết. Thế nên là cô sẽ nói luôn, nghĩa của từ này nó mang tính chất là show off, mang tính chất thể hiện, khoe khoang. Thì cái du thuyền mới của anh ta ấy chắc chắn là một cái thứ mà thể hiện sự giàu có của anh ta, khoe khoang, giàu có ra. Thì ở đây cái từ gần nghĩa nhất với nó, cái này là the closest in meaning, đúng không? Thì từ gần nghĩa nhất của nó sẽ là showy. Thì cả hai cái này tương đồng với nhau thì mang tính chất là gì? Khoe khoang nha. Và cô hay dùng cái từ từ vừa rồi, cô nói là the show off ấy. Đó. Tiếp tục sang câu số 2. There were so many members of the political party who had gone against the leaders. Go against ở đây là gì? Chống lại nhá. Chống lại cái gì đấy thì nó sẽ bằng với cái từ oppose ở đây. Ok chưa? Tiếp tục sang câu số 3. If petrol price goes up anymore. Nếu mà tình hình xăng dầu mà nó cứ đi tăng tăng lên như thế này thì chắc là tôi sẽ shall have to use a bicycle. Tôi sẽ chắc là phải đi mua một cái xe đạp để mà đi thôi, đúng không? Thế nên trước khi mà mình đi với cái từ goes up chắc là nhiều bạn biết rồi, không thể nào mà không biết được, đúng không? Thì có một cái nữa là có các bạn thắc mắc về cô từ shall. Tại sao là I shall have? Thì bây giờ thông thường ấy, ngày xưa thì mình sẽ thấy là có cả shall và cả will của thì tương lai đơn. Nhưng mà bây giờ ấy, gần như là chỉ sử dụng will thôi. Shall là rất là hiếm, không mấy khi dùng. Thế nên là khi các bạn nhìn thấy shall, không nhất thiết là read bị sai từ shall đâu. Nhưng mà chỉ là ít dùng hơn thôi. Còn quay ngược trở lại ở đây, mình sẽ có goes up. Goes up là đi lên, rất là dễ để mình nhớ ra cái từ này không, đúng không? Nó sẽ mang tính chất là đi lên. Thì nó sẽ bằng với cái từ increases ở đây. Đi. Và ngược lại của nó là decreases. Đây. Tiếp tục sang câu số 4. I didn't go to work this morning. Sáng nay là tôi không có đi làm này. I stayed at home because of the morning rain. Ở đây là because of the morning rain là bởi vì gì? Cơn mưa sáng nay, đúng không? Thì cái này, cái nào nó sẽ mang tính chất nghĩa là bởi vì, because of. Đây thì chỉ có lưu ý giúp cô một cái là sao because of nó là cộng với cả một danh từ nhé. Phần này chắc là cô nói nhiều các bạn đã nhớ được rồi. Khác biệt giữa because of và because. Thế nhưng mà đây cái nào nó là similar, nó bằng nghĩa với cả because of, thì ở đây nó sẽ là be on account of. Nó cũng là mang tính chất là lý do, đằng sau ấy nó sẽ là lý do nhá. On account of hay là because of thì đằng sau nó sẽ là lý do, đúng chưa? Cộng một cái lý do thì ở đây mang tính chất là gì? Bởi vì là cái cơn mưa sáng nay, thế nên là mới ở nhà và không đi làm. Tiếp tục sang câu số 5. The medical community continues to make progress. Ở đây là gì? Cộng đồng y tế hoặc là cộng đồng y dược thì họ tiếp tục có những cái make progress, tạo nên những cái sự tiến bộ trong việc là fight against, và thêm một cụm cho cô nữa nhé. Fight against cancer, chống lại bệnh ung thư. Vậy thì ở đây cái gì nó sẽ mang tính chất là có một cái sự tiến bộ, có một cái bước tiến nhá. Ở đây nó chính là see, do better, make progress nhá. Similar với cả do better ở đây, có một cái bước tiến trong cái việc là fight against, chống lại cái gì? Bệnh ung thư. Rồi tiếp tục với cả bài số 4 liên quan đến opposite in meaning. Mình đẩy lại nhé, reset lại bộ nhớ của mình. Đó là chuyển sang phần opposite in meaning rồi. Và mình đang cần tìm từ trái nghĩa. Thì ok, thì câu đầu tiên nào. With her sophisticated taste. Ở đây là một cô ấy có một cái vị giác là khẩu vị rất là tốt. Rất là gọi như là kiểu... nói ra nhỉ? Thực ra đây không phải vị giác, sorry. Nó một cái gu rất là...
Ồ, ở đây thì sao? The singer has become omnipresent icon. Ở đây sẽ là gì? Một cái biểu tượng và có tầm ảnh hưởng nhé. Cái từ này nó bạn nhìn chắc là có tầm ảnh hưởng. Thì ở đây cô ấy là một biểu tượng của cái gì? Của style, về phong cách và về vẻ đẹp, đúng không? Và mình đang cần một cái từ trái với cái từ này, một cái biểu tượng mà nó không có tầm ảnh hưởng gì cả, không ai biết tới, thì ở đây là chính là cái từ unknown. Ok chưa? Thì ở đó với những cái bài mà opposite in meaning chẳng hạn, hoặc là closest in meaning, có những cái trường hợp là bốn cái từ này thì mình đều biết, nhưng mà cái từ ở cái chân thì mình lại không biết. Đấy, thì nên là mình cũng phải hết sức lưu ý cho cô những cái câu đó nhá. Và với cái từ này omnipresent này, nó cũng là một từ khá là đặc biệt nên là có thể khó nhớ, thì các bạn gắn liền với các ngữ cảnh cho cô. Ở đây là omnipresent icon of style and beauty, một biểu tượng mà có tầm ảnh hưởng về mặt phong cách cũng như là nhan sắc sắc đẹp. Tiếp tục sang câu số 2. He's over the moon about the his examination results. Over the moon, to be over the moon là cảm thấy rất là vui nhá. Đây là rất vui vẻ và hạnh phúc, happy, rất cực kỳ happy. Thì ở đây nếu mà mình quá thuộc cái cụm over the moon rồi, sao mình khoanh luôn very happy là toi luôn một câu rồi, chết luôn một câu luôn, rất là lãng phí đúng không? Vì bài này mình đang cần là gì? Opposite in meaning, nên là sẽ phải là very sad. Tiếp tục sang câu số 3. About 85% of all animals are invertebrates. Rồi, tóm lại 95% của các loại động vật là invertebrates. Rồi, chúng không biết từ invertebrates là cái gì đúng không? Which can live anywhere but. Rồi, có thể sống ở bất cứ đâu, nhưng mà gì? Like a starfish là cái bọn mà gì là con sao biển đấy, và con cua thì sống ở đại dương. Tóm lại là câu này với cái từ chuyên môn như thế này thì các bạn lưu ý là phải tra, các bạn phải tra thì các bạn mới nắm được, tại vì ở đây mình đọc xong mình vẫn chưa thể nắm được và chưa thể biết được cái nghĩa của từ này là gì. Nhưng là với lần đầu tiếp xúc với câu này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tra rồi. Và cái từ invertebrates nó sẽ mang nghĩa là động vật không xương sống. Xương sống thì nó còn có cái từ nữa là cái từ spine, nhưng ở đây là người ta dùng luôn cái nghĩa này là động vật không xương sống. Nó giống như cái những cái loài động vật mà kiểu động vật có vú, hay là động vật đấy, ví dụ như là nó có thuật ngữ riêng liên quan đến cái loài động vật đấy, và khi mà mình tra cái từ đấy ra thì nó mới ra cái dạng nghĩa của cái từ từ đấy được. Thì ở đây nó là động vật không xương sống, thế nên mình đang cần tìm là một cái loại gì mà nó có xương sống đúng không? Vậy dưới đây mình sẽ phân biệt nhé. Mấy cái with down là cái đi này, nó không có này. Thế nhưng mà backbones với cái ribs thì nó khác nhau cái gì? Thì backbones nó là xương sống, còn ribs thì nó là xương sườn. Vậy nên là mình phải chọn phương án này là with. Còn bọn invertebrates nó là bọn with down, backbones. Nếu mà closest in meaning thì nó sẽ phải là with down backbones. Tiếp tục câu số 4. Okay, the massacre of the Jews in World War II. Ở đây thì cái từ này này nó sẽ mang nghĩa là một cuộc thảm sát của người Da Thái. Thì sao, là nó đã dẫn đến là sao, cái lý do nó giải thích cho cái lý do là has account for, thì đằng sau has account for thì nó cũng mang tính chất là giải thích cho cái lý do là its people hostility towards foreigners, cái sự thù địch. Hostility là cái sự thù địch nhá. Thì ở đây thì mình sẽ mang tính chất là mình cần cái sự gì? Đối nghĩa của nó đúng không? Thì nó chính là sự thân thiện. Friendliness thì nó bắt nguồn từ cái từ friendly. Friendly là một cái từ mà mặc dù là đuôi ly nhưng không phải là chạm. Nó là friendly, nó là tính. Và sau đó thì nó cấu tạo nên danh bằng cách friendliness là xong. Thì cái đối nghĩa với cái sự thù địch đó là sự thân thiện. Ok, câu số 5. The story told by the teacher amused the students in the class. Cái chuyện mà ông thầy giáo ông kể làm học sinh ở trong lớp còn rất là buồn cười, đúng không? Gây cười cho học sinh. Thì ở đây thì mình sẽ có luôn cái từ sadden. Sadden. Như hôm trước cô cũng đã nói với các bạn rồi đấy, là cách cấu tạo của nó mình sẽ thấy là có một cái cách cấu tạo thêm hậu tố en, thế là mình hay gọi là ừ nhá, ví dụ shorten, lengthen, thì ở đây mình có sadden đúng không, thì nó sẽ cấu tạo nên động từ
từ một cái tính từ nào đó, thì ở đây nó sẽ là gì? Làm buồn bã, làm cho phiền muộn, thì nó khác là gây cười ở trên, là cái từ amuse, ok chưa? Rồi, thì đó là chúng ta đã trải qua cả các câu về từ vựng của buổi ngày hôm nay rồi. Thì ít nhất là sau buổi ngày hôm nay thì các bạn có thể nhá, có thể chưa nhớ được những cái từ mà nó khá là đặc trưng, ví dụ như là omnipresent. Nhưng ví dụ như cái cụm over the moon là một cái cụm khá là hay gặp này. Đó, hoặc là cái cụm mà liên quan đến amused này, hoặc là hostility. Thì các bạn cố gắng là ghi nhớ cho cô những cái từ đó. Và đến giai đoạn này rồi, thay vì học một từ đơn lẻ thì các bạn lưu ý là học thêm cho cô những cái từ cùng gốc với nó nữa. Ví dụ như cô vừa nói rồi, là cái từ sadden thì nó sẽ đến từ từ sad, đúng chưa? Rồi, ví dụ như là những cái từ friendliness thì nó sẽ đến từ từ friendly ra. Thì học những cái từ cùng gốc với nó để giúp cho các bạn có thể liên tưởng nó nhanh hơn. Và trong một số những cái trường hợp mà mình ở các bài viết chữa lỗi sai chẳng hạn, nó dùng sai loại của từ, thì mình cũng có thể tìm ra ngay nhá. Rồi, ok, thế thì chúng ta đã trải qua cái buổi ngày hôm nay với các thì liên quan đến tương lai, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành. Có một cái tương lai hoàn thành tiếp diễn thì nó cũng easy thôi. Thì cô sẽ gửi lại cho các bạn phần bài tập này, các bạn có thể luyện tập nha. Và chúng ta sẽ lưu ý là liên tục bổ sung từ vựng mỗi ngày. Và tiếp tục với cái phần bài opposite in meaning và closest in meaning này, để có thể củng cố từ vựng cho mình. Và lưu ý như cô vừa nói, các bạn phải bám nhắc vào từ vựng trong sách giáo khoa nữa. Thì đó là những từ vựng hết sức là basic mà các bạn cần phải có nắm được. Rồi, chúng ta đã kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Hôm nay là day 12, là ngày 12 trong chuỗi 21 ngày lấy lại gốc rồi. Và cô hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các bạn, là chúng ta tạo một thói quen cùng nhau tập mỗi ngày. Và hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư vào lúc 21:30 nha. Nhớ chúng ta có lịch mới là lúc 9:30. Rồi, thank you so much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. See you on Wednesday. Bye bye.